bắt đầu xếp là từ ở lên cái cảnh là vùng sâu vùng xa đó, xuống cái lỗ là Phúc nha mấy anh em. Nó chạy lên như cái đồng luôn to quay đó. Chạy như cái đầu chiếc mô tô vậy á. Mô tô bay á. Mô tô bay nó làm như cái dòng tung vậy nè, chạy vậy đó. Mọi người thì ngày hôm nay mấy anh em mình đi ra ngoài đây là lòng hồ Trị An nha. Ở đây vòng quanh khu này. Đó, lòng hồ Trị An để đi xúc hến. Đó. Thì bây giờ nghe nói là mấy người xung quanh ở đây người ta xúc được rất là nhiều hến. Nên là hôm nay ra đây coi thử rồi có không, nhưng mà hiện tại là thấy vỏ rất là nhiều nè. Đâu? Quá trời luôn nè, vỏ nè các bạn. Vỏ hến nè. Thằng nào chịu khó xúc ra, xúc đưa tao, xúc ra tao xuống, xuống kia tao xả. Ấy. Bị dính chỗ. À, đây nè các bạn. À, đây là hến nha. Hến. Dạ. Ồ má. Có chim chép không? Dính lầy rồi. Mẹ ơi. Ủa sâu quá. Ủa đây nè. Đây quá trời nè. Đồ quá một sót nè. Đây là anh hai. Đây nè. Ủa có lý á. Đó thì để mình quay một lòng, một vòng cái khu vực ở đây cho các bạn coi nè. Ở đây cái chỗ mình hiện tại là do nước nó rút là rồi. Đó, nên là đây là cái đáy của lúc mà trời mà cái lòng hồ đang có nước á, bình thường á khi mà nước á, lên là nó lên tới cái bực cỏ ở trên kia kìa. Đó. Nè, nhiều hến quá trời luôn nè. Đây là cái vỏ nè. Có món hết súng bánh đa rồi. Đây nè, bự bự nè. Bây giờ kêu thử tình hình khả quan hơn không? Không có đâu. Cập nè. Xào thử khúc đó coi nè. Nè. Ồ, ủa, có không? Ồ, đã không? Không, xúc vậy cũng ngon rồi chứ bộ. Để lên đây. Ôi ơi, không biết bắt được nhiêu mà đem cái bao. Cái bao 50 kg tới hết thần rồi chứ. Ở đây nó cái sình nó nhão ghê á. Hiện tại ở đây là có rất là nhiều người ta đi câu các bạn ở phía đằng kia.
chiều ở lòng hồ. Cũng là đai bát luôn à. Ở bên đây có chim chép nhiều nữa các bạn, ở đáy bên kia. Giờ chạy qua cái dòng này thử coi có nhiều không. Hến cũng có nhiều nè. Vì hến thì không nhiều mà bên kia, nhưng bên đây thì chim chép nhiều. Con nhỏ nhỏ không hả? Chưa. Ở đây đường người ta đi cũng nhiều quá chứ hả? Tưởng nó ít đi chứ nên người ta đi quá trời luôn à. Lắm. Xúc 50 con. Con bự bự không chứ. Có, nhiều lắm. Đó, chơi một lần như vậy hốt vô cho mọi người xào nước vô nữa là nhiều lắm các bạn. Ở đây nó có lẫn đá. Lụm bảo. Quá trời. Thôi không mày lụm đi đủ. Bữa bữa mày lụm đi. Sao tao hốt. Chim chép nữa nè. Sình đất mà hốt hết cho tao. Sủi. Cái gai lộn. Ồ, quá trời luôn nè. Khổ lắm anh em. Đá vô đây phụ bác nghe em có lý hơn nè. Vô phụ ơi. Phụ má mày. Chúc anh đừng có đổ vậy. Đổ kia đây nó nằm đây. Đây nè. Quá trời. Cứ đổ kia nhau. Cái này nằm lộn đất đá thôi. Để con bị bự á. Chảnh mà. Vậy là sắp sửa gần hết nửa bao rồi nha anh em ơi. Thấy không? Mày dung không? Gần không nổi luôn đó. Ủa có tép nữa nè. Ủa tép rồi có ăn sống được ngon lắm à. Ngay luôn đi. Thiệt đó chứ. Ủa ăn. Ôi. Bạc. Đổ đây. Ở đây cũng có rồi, trên bờ cũng có. Ôi. Rồi chết. Chết rồi mà chết. Nhóc con nó còn bệnh không rồi bay. À. Mà lụm mấy con thì chết rồi. Không có thái đủ má rảnh phụ hố đi.
tí lô rồi chứ đâu. Đó các bạn, bây giờ anh em tụi mình tiến ra thêm một bước nữa là ra tới bìa bài đây luôn. Đó. Bên đây có vẻ khả thi hơn, nhiều hơn nè các bạn. Đây là có vàng luôn nha mấy anh em ơi. Đây là lụm vàng. Mấy nhóc kia đi còn có nửa bao mà mình đi không có nửa bao đây. Chịu khó gì mà này. Lớn như đó không nửa ký rồi đó. Mấy xúc có mấy xúc chứ mấy. Đó là gì nấu cháo hến hả? Ngầm. Rồi lắm ấy. Đó anh em, bây giờ nãy giờ mà khoảng hơn nửa tiếng rồi, bắt khoảng được 5 ký rồi đó. Anh em đang tiếp tục đang tích cực tiếp tục phấn đấu được 10 ký mới về. Bên kia cũng có một anh bạn ngồi thơ thẳng đó, không biết làm gì đó. Bóc bọc nhau đã. Trời thì đang mưa lâm râm rồi các bạn. Nước thì nó đang lên. Đó, như đây là khu hồi nãy mà mình bắt đầu tiên nè. Đâu, đâu? Wow, con này quá bự luôn. Ký sẽ về thì bây giờ là hơn 10 ký rồi. Trời cũng đã tối quá rồi. Mấy anh em giờ phải đi về thôi để chế biến món gì ăn. Làm xì rượu cho nó ấm lòng chiến sĩ. Rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn nha. Quay lên đá rồi nè. Trời trời, ta đang lên trên hòn đá rồi đây đây. Đâu? Đang đi trên đây đây. Hòn đá đây anh ơi. Đang đi vô vào một cái khu rồi rồi. Có rồi. Có rồi, đã đó. Đi lặn lội qua nó. Rồi thì bây giờ là video của mình, anh em mình tới đây là hết nha các bạn. Cũng xin cảm ơn các bạn đã xem từ hồi nãy tới giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở một video gần nhất. Nó surprise mình.